đến khi sử dụng. Cô ấy thật tự tin và nổi bật, nám da, sạm da, tàn nhang, làm sao đây? Bí quyết nào làm da em đẹp thế? Em nhờ Sắc Ngọc Khang. Sắc Ngọc Khang? Sắc Ngọc Khang viên uống tổng hợp tinh chất từ thiên nhiên, giúp cân bằng nội tiết tố, chống oxy hóa, loại bỏ sắc tố gây nám da, sạm da, tàn nhang từ sâu bên trong cơ thể, giúp bạn luôn tự tin và yêu đời, không sợ nắng nám, nổi bật mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Sắc Ngọc Khang, tạm biệt tàn nhang, xua tan vết nám. Xin thông báo, bây giờ là 19 giờ.